giờ tôi hỏi tiếp câu hỏi kế tiếp nè. Có bao giờ anh quan tâm tới người ta mà anh thực hiện một động tác trước đó là anh hỏi coi người ta có muốn anh quan tâm hay không? Có bao giờ anh làm động tác đó chưa? Hình như là Ngọc chưa. Ơi, em muốn anh quan tâm em hay It's không? It's too late. Nó đã quá muộn màng khi ra tòa để mà hỏi câu hỏi đó. Người ta quan tâm hay không? Chúng ta ít nhất phải hỏi là người ta có cần cái sự giúp đỡ đó hay không. Tất cả những điều đó đều do anh đơn phương quyết định. Anh vào nghề là do anh tự quyết định hay có bố mẹ định hướng? À, thật ra là mẹ của SC là người rất là yêu thích nghệ thuật. Và SC được ảnh hưởng một phần từ mẹ. Cho đến ngày hôm nay tất cả những việc anh làm là do anh quyết định hay do bố mẹ anh quyết định? Cho đến ngày hôm nay thì tất cả những việc làm của tôi quyết định. Tuy nhiên tôi có tham khảo ý kiến của những người mà tôi yêu thương. Anh nghĩ sao nếu như mẹ anh quyết định giùm anh những điều anh không muốn làm, mặc dù điều đó rất tốt cho cuộc sống của anh? Thật ra nếu mà điều đó tốt thì tôi vẫn có thể nghe một cách bình thường, không có nếu vấn đề. Anh không muốn làm, anh nghe kỹ câu hỏi tôi, hãy nhớ kỹ câu hỏi tôi là nếu anh không muốn làm chuyện đó, mẹ anh lý luận là nó tốt cho anh nhưng bắt anh làm, anh không muốn làm. Làm ơn nhớ kỹ câu hỏi. Thật ra trong cuộc sống này có rất là nhiều tôi không muốn làm, nhưng mà cuộc sống đâu như ước mơ làm người, cho nên là nhiều khi tôi cũng phải làm thôi. Ok, anh đang trả lời rất tốt. Xin mời phòng máy cho nối máy với thân mẫu của bị đơn. Alo. Cô ơi, con là Xin nè cô ơi. Chào con, cô là mẹ của ST. Dạ, con hỏi cô vài câu hỏi về ST, cô trả lời thiệt cho tụi con nha. Đồng ý con. Dạ. ST bình thường là một người con có hay cãi cô không cô? ST là đứa con rất có hiếu, ít khi nào hầu như là không biết cãi, làm cho cô hài lòng. Như vậy là cô có một đứa con quá ngoan, quá dễ thương. Con cảm ơn cô nha, chúc mừng cô. Dạ con chỉ hỏi như vậy thôi. Xin cảm ơn cô.